Mùa khô là thứ đáng sợ nhất ở châu Phi. Nạn cháy hoành hành lấy đi hầu như mọi thứ. Những con ngựa cuối cùng di cư về phía bắc xa xôi, nơi chưa xảy ra thiên tai khốc liệt, để tìm kiếm nguồn cỏ thay thế. Đây là thời điểm khó khăn với các loài thú săn mồi. Nguồn thức ăn trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Với sư tử, giờ chúng phải phụ thuộc hoàn toàn vào những con mồi nhỏ. Nhưng có khi chúng phải nhịn đói cả tuần. Những khu vực mà đám cháy chưa lan tới vẫn còn đôi chút náo nhiệt. Bốn anh em nhà báo săn Kepa sẽ thử vận may với con linh dương Impala đơn độc này. Một cuộc chạy đua giữa những kẻ chạy nhanh nhất bắt đầu. Rõ ràng linh dương không thể vượt qua tốc độ của báo săn, nhưng nó có không gian rộng để trổ tài lạng lách. Đặc biệt đồng cỏ cao vút chưa bị đám cháy tàn phá sẽ giúp nó làm mất tầm nhìn của báo săn. Kẻ đi săn ngậm ngùi nhìn con mồi trốn thoát. Sư tử cái cố gắng đón đầu đám cháy để tìm kiếm những kẻ hoảng sợ bỏ chạy khỏi ngọn lửa lan. Nó cần phải có một ít thịt để tiếp tục sống và nuôi con. Giờ nó nhắm vào bầy linh dương Impala bị đàn báo săn dồn đuổi đến đây. Tuy nhiên, loài linh dương này không những chạy nhanh cũng 80 km/h mà còn rất nhanh nhẹn. Nó là con mồi thật khó chơi. Nhiều ngày sư tử mẹ bị thất bại, sư tử con đi lanh quanh tìm thức ăn. Một con kèn kèn không hiểu vì lý do gì đang thôi thốt. Bụng rất đói, sư tử con đánh liều gặm thử. Nhưng thịt kèn kèn có độc tố vì chúng ăn xác thối. Sư tử con thà nhịn đói chứ không chịu ăn thứ này. Con kèn kèn hấp hối sẽ được đồng loại của chúng dọn dẹp. Tuy nhiên, với linh cẩu thì hoàn toàn khác. Chúng rất chịu khó bám đuôi và theo dõi những đàn động vật ăn cỏ đông đúc. Bởi chúng biết trước sau gì cũng có kẻ bị bệnh, hụt hơi và không đi nổi. Chúng không cần truy đuổi săn mồi tốn sức như sư tử hay báo săn. Chúng cứ lạ tà lẹt tẹt theo sau các con vật ăn cỏ. Sau khi nhắm được con vật đuối sức, chúng lao vào cắn xé một cách dễ dàng. Oh my god. Linh cẩu là loài rất dễ trong khâu ăn uống. Xác tươi hay xác thối, chúng cũng nhai sạch. Nhưng với sư tử hay báo săn thì ngược lại, chúng rất kén ăn và thường chọn những con mồi tươi ngon nhất.